À, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với ngôi nhà mới ngày hôm nay của chúng ta. À, hiện tại bước vào phòng thì chúng ta có một chiếc ghế sofa màu xanh, một chiếc ghế sofa màu xanh là chỉ có một màu xanh thôi nha các bạn. Thì dân. có bốn cái gối, trong đó có hai cái gối xanh, một cái gối xám và một cái gối trắng nha mọi người. Làm gì? Đại chim, đại chim. Nè, gần đây là bức tranh sơn dầu, sơn dầu nhưng không phải sơn bằng dầu đâu, đây sơn chống thấm nước luôn nha các bạn. Em làm cái gì? Lại chim, hỏi hoài làm cái gì? Chim hỏi hoài. Ai vẫn biết được thiệt á. Đây nè. Mang cơm cho anh hả? Ừ, ăn đi. Hello mọi người. Ê, đợi tăng thêm nước nữa. Tăng lên đi. Ai đây? Người yêu. Chủ nhà. Dân, có tiết mục luôn mọi người ơi, bây giờ chỉ cần một người, mọi người lên đủ 1,500k view thôi thì tất nhiên là Bơ sẽ cho mọi người biết được gương mặt của ông anh xã hội cũng là chủ nhân căn nhà này nha mọi người. Dạ, ơi. Người đó cũng là người yêu của mình nha mọi người ơi. Trời ơi, vừa nghe coi mặt cái là lên ngàn mốt liền, lên ngàn mốt liền. Lên đi, tăng đi, tăng lên, tăng đi, tăng đi, tăng đi, tăng đi, tăng đi, 1,499 rồi. Lên rồi. Bưng, đây là chính là gương mặt đẹp trai của chủ nhà đây. Tên nói gì đi? Xin nhìn hoài vậy. Nói đi anh. Giới thiệu gì đi? Thôi. Chào mọi người. Nhắm quá, nhắm. Tôi là Lâm, chủ nhà. Chủ nhà này. Tôi không biết là tôi ở đây để làm cái gì. Và tôi cũng không biết hai người kia đang ở nhà tôi làm cái gì. Nói chung là tôi không biết tôi đang nói cái gì nữa. Cái bạn chủ nhà nói hay bỏ đi, còn có người rưỡi coi à. Để tăng lượt view nè. Mọi người ơi, bây giờ mình tăng lên lại đi rồi chủ nhà sẽ nói những cái điều gì đó hay ho hơn nha mọi người nha. Ôi, chủ nhà chuẩn bị tiết mục mới nha mọi người. Chuẩn bị đạo cụ luôn, có đạo cụ mới để cho mọi người luôn. Mọi người cùng xem nha mọi người. Giới thiệu lại nào, giới thiệu lại nào. 2, 3. Giới thiệu lại. Chào mọi người. Ông chì quá vậy. Tôi là Lâm, 37 tuổi. Tôi là giảng viên dạy nhạc. Tôi dạy đàn tranh này, là cái loại đàn này nè. Khoan, mình khoan lại chim chứ. Mình thâu nó lại được không? Ok, rồi. Cậu này là ai? Shipper quán bà Trà. Đúng rồi, em shipper quán chị Trà nè. Bà Trà mới tuyển hả? Tại sao ở nhà làm qua đây làm trò gì? Không biết. Em qua đem cơm cho anh. Anh ơi, em qua đây là để em coi như là em cập nhật thông tin mới cho anh. Anh là thầy dạy đàn đúng không? Bây giờ mình thời buổi online rồi, thời buổi nào mà bây giờ ngồi đợi học sinh tới học nữa. Ai mà học, mình phải online, mình phải marketing trên đó là quảng bá hình ảnh của anh lên. Chứ mình nãy em đưa anh lên livestream, anh phải phô diễn khả năng của anh ra. Thì bây giờ cái đàn này 5 giây đi, anh hô lên 6-7 giây cho em. Nó lạ, nó thắc mắc là sao lại đi học. Chứ anh mà làm như vậy hoài ế là phải rồi, không ai lại học đúng không? Hai rồi anh không sao á. Đủ rồi nha. Đủ cái gì mà đủ, em chỉ cho anh mà anh đủ. Được rồi, tôi chịu hết nổi đó. Đi về ngay lập tức, mau lên. Mời hai người đây. Em về quán đi. Mau lên. Mời hay là đuổi vậy? Đuổi đó bà. Con đuổi luôn à. Cái gì vậy trời? Như tụi trẻ bây giờ nó bị thần kinh nó rồi sao á. Mà nói đi nói lại tụi nó cũng đúng. Mình dây đàn vậy mà cứ ở nhà hoài thì ai biết mà tìm. Vậy là mình cứ bắt chước tụi nó live stream đi. Ở trên có đông người. Nhưng mà mình làm cùng làm viên với nó có được hay không chứ.